Xin chào mọi người, em giới thiệu mọi người cái Versace này dành cho nữ nha. Cái này là dây màu đen nha mọi người. Mặt màu đen này, dây da thật. Cái viền này là màu vàng, vàng gâu nha mọi người. Đó, cái này thì không có kim dây. Nhìn mặt này rất dễ đeo và dễ nhìn giờ. Dây đây nha mọi người. Đây là vẫn còn nguyên siêu là em là của khách em đặt về này. Cái này size 38, dày 8mm. Cũng mỏng thôi. Máy Thụy Sĩ nha mọi người. Tính sapphire này, có chống nước tầm 30m. Này đeo rất là sang, đẹp. Tay em thì hơi nhỏ. Thường là những ai mà tay tay mà to hơn xíu thì đeo cái này cũng rất là đẹp.